chào các bạn nha, địa chỉ của tiệm là 32 Thích Hoàng Đức, phường Long Phú, Nhuận nha các bạn. Bạn nào các sắp không ý xin vui lòng về đến chính thức tiệm nha. Các bạn hãy kêu khổng lồ cho các bạn. Người khổng lồ mình phải dùng cái kim khổng lồ nha các bạn. Chọc Huy nha, chọc bé pin nha. Chờ anh buông lên nha anh ơi. Xương Hoàng chào Quân Lê, chào thầy và anh em. Thầy mình và anh con trai lớn thầy đang xâm kiếm hợp bích nha các bạn, hai máy nổ cùng lúc nha. Người khổng lồ mình phải xài cái kim khổng lồ nha các bạn. Thầy mình và anh con trai lớn của thầy đang xâm kiếm hợp bích nha. Đỗ Vinh nhìn thông quá thầy ơi. Ba cái đầu quỷ này mà khốn gì nha Đỗ Vinh ơi. Xung quanh thầy là những anh học viên của tiệm nha các bạn, sau này mấy anh lấy ra cạnh tranh nha. Các anh đoàn cầm máy đi nha. Đây là anh đây cầm máy nha các bạn. Chấm bò đầy đủ nha, chào lương Thái Cường luôn nha. Chúc tất cả các bạn xem livestream của thầy một buổi chiều dễ luôn nha các bạn. Bún bò đầy đủ. Hello thầy cùng 500 anh em ở tiệm nha. 500 anh em ở tiệm chào bún bò đầy đủ nha. Bé thầy tập tốn điêu nha. Nam Tông, bàn tay vàng làm nên tác phẩm và những việc hiện ý nghĩa để đời. Gami Trần, con chúc thầy và anh em làm ăn phát tài, phát đạt.
Bún bò này đổ cứ chập hoài nha anh camera kia. Chào Tê Tê Nguyễn nha. Muộn rì không có là sao. Hai mình đang cưa vào một sản phẩm bất ngờ cho anh hết bo đẹp trai nha các bạn. Hiếu Điệu, chào Hiếu Điệu nha, chào cậu bé buôn vịt nha. Địa chỉ của tiệm là 32 Hết Quảng Đức, phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Các bạn nào có xong không ưng ý xin vui lòng về đến trực tiếp tiệm nha. Hay mình và anh con trai lớn hay đang xong kiếm hợp bích nha các bạn. Anh Hiếu Điểu ơi, anh vô không chào hay bà lóc nha anh nha, anh nha anh ơi. Các bạn nào yêu quý thầy, quý những tác phẩm của thầy, các bạn hãy chia sẻ livestream này cho bạn bè người thân cùng xem chung cho vui nha các bạn. Trần Minh Lực, hay quá anh ơi. Chào anh Tiểu Lâm Cường Tiger nha anh ơi. Anh giờ anh làm thì nào anh lên anh Cường ơi. Tiểu Lâm Cường Tiger, ôi căng quá chú ơi. Chào anh Quốc An nha anh ơi. Tiểu Lâm Cường Tiger chắc cuối năm. Lần sau vậy anh. Tiểu Lâm Cường Tiger sợ kim rồi. Thank you.
Các bạn nha, để giới thiệu là 32 Thịnh Quang Đức Phường 5 Phú Nhuận nha các bạn. Tức nở qua là có hợp nha các bạn. Chào anh Hai nha, chào Trung Bảo nha, chào My, chào Hầy. Tỉnh cười hoài đấy cười Hầy. Hảo Khanh Trang chào Hầy. Andy Quốc Dũng, hello Mít đẹp Trần Ngọc. Chào chị Long nè nha. Không vô lễ vậy. Mày sao không mày? Thiệt mà hay. Thôi đi. Thôi, đây nè hãy có đi nè. Rồi vậy nói đi. Mày hãy nói về con gái mày cho tao nghe coi. Tiết Hà cặp mông mơ ước. Anh này là chuyên gia thả thính khách nữ của tiệm nè. Có con Long Nè đó không? Có thầy. Kêu nó về mà ngày nó về là kiểm tra số điện thoại nha. Chị Long Nè ơi. Nó luôn số điện thoại của mấy nhỏ. Ngày nào mà anh tính về là chị kiểm tra số điện thoại cho chị ơi. Kỳ kiểm tra đầy đủ hết nha. Nam Hận, trái đất ghẻ nên xăm chứ gì. Bạn vô duyên rồi, đúng rồi. Nam Hận ơi, bạn ăn cứt không bạn ơi? Sao bạn vô duyên vậy? Bỏ nha Nam Hận ơi. Rồi mà Phước anh nhăn nhăn như hoài vậy. Anh Tính ơi, sao thăm nó anh không có ý kiến gì nữa anh Tính nè, anh biết nhiều lắm mà anh Tính. Anh nói quá trời sao bữa nay im vậy.
mốt giờ anh vô coi là em lặng nha. Vô thấy về ra chúc tất cả các bạn xem live stream của Hàng một chiều dễ luôn nha các bạn. Các bạn nào có hình xăm không mong ấy xin vui lòng quẹt đến chị Tức Tiệm nha. Địa chỉ của tiệm là 32 Hích Quảng Đức, phường 5 Phú Vượng nha các bạn. Về đi Tú, mình đây kia Tú. Hả? Mở tiệm mà đủ má để tiệm trao trai vậy? Con mạnh nhà thôi. Được khách chưa biết xăm không? Hả? Biết luôn hả? Sao thì về thêm lộ với anh chị? Tính xài tiền đổ xăng hả? Tính tiền đổ xăng hả? Không hả? À, mình đang cơ bộ một thực phẩm bất ngờ cho anh hết bò mạnh mẽ nha các bạn. Xung quanh này là những anh học viên của tiệm nha các bạn, sau này mấy anh lấy ra cạnh tranh nha, nhìn từ xa là miền núi nha. Bên tay trái của thầy là anh Bình Định nha. Định là thằng mây gái nhất trong tiệm. Cái vợ anh bên tay trái của thầy là anh Bình Định, anh chuyên gia anh thả hính nha. Chuyên gia đâu mới nhìn dấu người ta ngồi Bình Định. Biết là coi trên YouTube đó. Đây là anh hành đòn của tiệm các bạn, anh ấy đang tập trung vào nhìn vào mông nha. Làm cười quá vậy tên ơi. Quang Minh Lý, anh Vũ Bến Tre có ở đó không ta? Có nha, Quang Minh Lý gì đó ơi. Bạn càng gặp anh Vũ có gì không bạn ơi? Là phải anh này không anh Minh Lý ơi? Anh Vũ Bến Tre học ngu nha, bị chửi hoài nha Minh Lý ơi. Gami Trần, xăm hết như vậy bao nhiêu tiền à? Hay bạn lựa chỗ khác luôn nha bạn ơi. Gami Trần ơi, bạn khảo giá trên từng nẻo đường luôn nha bạn ơi. Đúng rồi, rồi đi học đã giờ hỏi giá xăm hồi trước rồi. Có thằng kia nó hỏi 2 năm luôn. Một năm nó hỏi thằng xăm. Chợ thành tôi hỏi thằng này như chú mà hỏi 2 ba năm rồi. Mà để quen Minh Lý quen biết à. Này nó ngoài
giữa mình cũng rộng lắm. Thế nào vô bà lắp luôn hả? Này cửa mình người này như thế thôi. Mỗi lần quan hệ quan hệ một đất không nhau á. Một đất thành thôi. Thôi đất thành rồi đó mới vô đây học tráng cơ. Từ lúc đủ cho thành nó thăm biết bây giờ thăm đen rồi. À, cái ông này, cái ông à. Ông Hằng, chú nói hẳn quá người ta học ngu, có cần nói thế không? Cần chứ con, để cho nó phấn đấu chứ con. Giống như con, giờ chú không nói con nhiều chuyện á. Chuyện gia đình của người ta vô xíu xíu nó mỏ vô. Thấy chú nói thẳng không? Ông Hằng ơi, bạn nghe rõ chưa bạn ơi? Quen Minh Lý. Chú Đạt buổi trưa vui vẻ. Okay. Và anh em trong tiệm nha. Giờ buổi chiều rồi nha Quang Minh Lý ơi. Mất dạy không? Bạn mày gặp tao mà còn chút tao nữa, mày gặp tao nữa. Hỏi nó có biết số điện thoại của ba nó không? Để đưa ra nó gọi nó lại nói chuyện với ba nữa này. Quang Minh Lý ơi, bạn có biết số điện thoại của ba anh Vũ không bạn ơi? Đưa thầy thầy nói chuyện nha. Bỏ nha Vũ ơi. Không thần gì nó biến chưa? Cậu mới giờ thường đèn mà cậu mới tao bốc về hiện ra tao biến đi. Ở lại đi, cưỡi không? Chào Ngọc Mỹ nha. Các bạn nào yêu quý thầy, quý những tác phẩm của thầy, các bạn hãy chia sẻ livestream này cho bạn bè người thân cùng xem chung cho vui nha các bạn. Tên đi các bạn ơi. Chào Vũ Blue nha. Chào Hải xem live stream của thầy nha. Học học coi live stream của thầy chi vậy Hải? Mới vô làm sao dám bỏ ca trực đi con mà à, thì mày đâu có mày làm trước thì mày mới kêu nhờ nó chở về giùm được con chơi từ chơi thì thôi mày chở thì cần Thảo rồi mới chụp hình rồi mới như nọ có nhận lên tính ơi mình là ông mà. Chị thấy chị ơi chị thấy anh tính cười là chị biết rồi nha. Bữa là nói thầy rồi con lại chơi nữa tôi quên rồi vào rồi hỏi thầy câu bây giờ con mình định vô đây học bớt này đứa rồi sao thầy nó ghê được. Hãy mình đang cứ vờ một tấm bấm full ngồi cho anh hát bao đẹp trai mạnh mẽ nha các bạn. Các bạn nào có hình xăm không muốn ấy xin vui lòng các bạn đó cho tiết tiệm nha. Đây cái nào không? Đây nào không? Tao nói nha, để con ngủ chơi nha. Giờ nó tao ngủ chơi nha. Cuộc đời sung sướng nhất là biết gì không? Bao nhiêu người coi vậy anh? Dạ 30 người thầy. Ở 30 người đó, đố các bạn cuộc đời sung sướng.
Đối với các bạn 30 người trên vay của thầy nha. Cuộc đời sung sướng nhất là cái gì nha bạn ơi? Diệp Phạm chào thầy ạ. Phát tài có một cô vợ hiền thầy ơi. Chị Long này ơi, chị còn ở đây không chị ơi? Chào Chung Gà Tre nha, chào Phẩm Tuấn Anh nha. Cường Nobita nha. Long nè, chúc thầy và mấy anh buổi chiều vui vẻ nhé. Anh Tính ơi, hồi qua anh nói gì mạnh mẽ lắm mà sao anh Tính bên đây im vậy anh Tính? Có gì mình nhận lên Tính ơi, mình đàn ông phải mạnh mẽ lên. Nam ngoài đi, chỉ mình ở đâu vậy anh? Ở trên Facebook nha, ngoài Nam ơi. Cường Nobita chúc chúc đẹp và anh em tìm một buổi chiều vui vẻ nha. Anh em chúc Cường Nobita buổi chiều vui vẻ nha. Thầy mình chuyên cover trên xứ hình nha các bạn. Các bạn nào có xăm không có ngấy xin vui lòng các bạn đến trực tiếp tiệm nha. Ông
công hằng. Nhất đẳng quyền đai không bằng gia phai chém lén, gia phai chém lén không bằng một đánh tiểu nhân chơi hội đồng. Con thích câu này của chú. Ông Hằng ơi, bạn thường thường chạy xe, bạn có chạy bùng binh bạn ơi. Chào ngoài nhắn cao nha. À, bên đây có vào một phẩm bất ngờ cho anh hết bao đẹp trai mạnh mẽ nha các bạn. Ông Hằng, con phải học chú nhiều lắm. Lê Đại, con chào thầy với mấy anh ạ. Chờ anh hành động xem đất chim nha. Nam Hoài, chào bậc thầy, trên bậc thầy có tóc, có mái tóc đẹp, đôi tay điêu luyện. Chào ghi cà gót nha.